Cụ thể, trang thông tin thân cận với câu lạc bộ Atalanta khẳng định Mason Greenwood sẽ gia nhập đội bóng Italia mùa tới. Tiền đạo người Anh đã đạt thỏa thuận để gia nhập câu lạc bộ này và sẽ có mặt tại Bergamo vào thứ ba. Greenwood đã từ chối Juventus để đồng ý với Atalanta. Thương vụ này cũng góp phần giúp Manchester United tiến gần hơn tới Rasmus Højlund, tiền đạo đang được Atalanta định giá 100 triệu euro. Vài tháng qua, ông Erik ten Hag đã không ít lần thực hiện các cuộc gọi video để thuyết phục chân sút người Đan Mạch, đặc biệt sau khi Quỷ Đỏ nhận thấy khả năng chiêu mộ Harry Kane rơi vào bế tắc bởi sự cứng rắn của Tottenham Hotspur. Greenwood đã không thi đấu cho Manchester United kể từ tháng 1 năm 2022. Anh đã bị đình chỉ vô thời hạn sau các cáo buộc cưỡng hiếp, tấn công và cưỡng chế bạn gái cũ. Những cáo buộc đó đã được bãi bỏ vào tháng 2 năm 2023, nhưng Greenwood vẫn chưa được đưa trở lại đội một tại Old Trafford. Anh vẫn thường xuyên tập luyện với một huấn luyện viên riêng để giữ cho mình thể lực ổn định trước khi rời Manchester United vẫn đang tiếp tục tiến hành một cuộc điều tra nội bộ liên quan đến Greenwood, với phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tháng này. Greenwood còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến năm 2025 và Erik ten Hag được cho là rất muốn giữ anh ở lại. Một giai đoạn ngắn thi đấu ở câu lạc bộ khác dưới dạng cho mượn sẽ tạo cơ hội cho cựu tuyển thủ Anh tìm lại sự sắc bén sau 18 tháng nghỉ thi đấu.